Hi, xin chào tất cả các bác, chào mừng các bác quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Thế thì bây giờ nó đang là khoảng lúc 10 giờ hơn ngày mùng 10 tháng 8 năm 2020. Lúc tôi làm xong cái video clip đầu tiên ấy, thì tôi đã tập trung vào làm việc làm thuê thôi, có nghĩa là làm cho đối tác, là một kế hoạch marketing và truyền thông dạng như vậy. Đó, thì làm xong cái thì là tôi cập nhật một số cái tin tức và cuối cùng rằng là nhận được một cái tin nó cũng là thú vị đấy, và tôi cũng chia sẻ góc nhìn của mình thông qua cái tin tức đó. Báo cáo với các bác là như thế này đấy, trong cái những cái video clip của tôi á, thì nói về bên xã hội đen á, thì là hoặc là người ta gọi hay gọi là mỹ miều hơn gọi là dân xã hội ấy. Đấy thì chỉ nói về cái phú lê, nói về một cái gì đấy nó có qua, nó hiện tượng nổi trên mạng thôi. Nhưng hôm nay thì tôi phân tích cho các bác một chút nữa để các bác có thể nhìn về những góc nhìn về cái vụ Đường Nhuệ, đúng không ạ? Và ông Đường Nhuệ thì gọi là Nguyễn Xuân Đường, đúng không ạ? Đấy, thì cũng già rồi, đầu trọc thì cũng giống giống như tôi. Đấy, hôm nay là tôi chưa kịp mấy ngày nay bận cho nên là chưa kịp cạo tóc cho nên là có mọc lên một tí. Hiểu vậy, các bác đừng chơi cười. Nhưng mà mình tập trung vào cái vụ Đường Nhuệ nhá. Đấy, thì các bác có thể nghĩ rằng là có thể xem xét rằng ấy, Đường Nhuệ thì khi khởi tố thì có rất nhiều tội rồi, đúng không ạ? Mà khi mà đưa lên ấy, thì mọi người đều chấn động cả, từ cái việc gọi là bảo kê rồi đánh người tại trụ sở công an, rồi là mua bán đất một cách rồi là ép người ta bán đấu giá, nói chung là những cái chiêu trò rất là kinh khủng. Đấy, còn về mặt đạo đức thì rõ ràng là cái việc mà ăn chặn cả cái tiền gọi là đi hỏa táng của người khác thì phải nói rằng là không còn từ nào để diễn tả về cặp vợ chồng này, đúng không ạ? Đấy. Thế nhưng cái Đường Nhuệ với cả Phú Lê với tất cả mọi người vẫn được tung hô trên mạng, đúng không ạ? Đấy. Thì cái vấn đề đấy thì tôi sẽ nói sau. Nhưng mà đầu tiên lại chúng ta quay trở lại cái bối cảnh của Đường Nhuệ, thì tại sao Đường Nhuệ lại làm ăn như thế? Thì báo cáo với các bác rằng ạ, là những cái năm từ năm 2005 cho đến năm 2011 thì bọn tôi gọi là cái thời kỳ nó gọi là gọi là như thế nào, gọi là lạm phát, gọi là lạm phát gì, lạm phát xã hội đen, lạm phát cái việc cho vay nóng đòi nợ thuê rất là nhiều trong cái thời kỳ đấy và kéo dài trong cái đường đấy. Các bác tưởng tượng là cái đường đấy nó sẽ kéo, nó gọi là nó từ bình thường này sau nó vút lên trên đến năm đến đỉnh là năm 2011 và nó đi ngang sang như thế này đấy đến năm 2016, 16, 17 và hơi đi xuống một tí vào cái thời kỳ là đến năm 2020, đúng không ạ? Nhưng mà để mà được như cái lúc an bình lúc đầu thì không có. Và cái dấu ấn của cái đội mà gọi là xã hội đen, xã hội thâm hay gọi là anh chị em xã hội ấy, nó ảnh hưởng cực kỳ tiêu cực đến với đất nước đấy, đến với người dân, bởi vì đây chính là cái thành phần mà người dân sợ nhất đấy, bởi vì là sợ nhất, làm cho mọi người mất niềm tin vào các cơ quan và cái chính quyền nhiều nhất đó. Thế thì mình trở lại cái bối cảnh đó thì mới thấy được rằng cái thời kỳ lạm phát đó nó là như thế nào, đúng không ạ? Đó là những cái viên đạn bọc đường, những cái viên đạn gọi là gì đấy, thì Đường Nhuệ là phát triển ở trong cái thời kỳ đó. Ở đây tôi không muốn nói tên cụ thể người phải chịu trách nhiệm ra, nhưng mà cả một cái giai đoạn đó, đó là cái thời kỳ mà gọi là bùng nổ, đúng không ạ? Bùng nổ cái công cuộc làm ăn cái kiểu như thế. Đấy. Rất nhiều người bạn của tôi á, gọi là có một chia sẻ như này, một người bạn nhà báo của tôi có chia sẻ như này. Ở trên thì họ làm dự án đấy, ở giữa thì họ bảo kê đấy, và ở dưới nữa thì họ chèn ép nhân dân đấy, bằng những cái chiêu trò như vậy. Rốt cục lại ấy, người ta gọi như một câu gọi là hay có nói cái kiểu dân gian ấy, nó gọi là xã hội mà nó có hội xã hội đen và xã hội đỏ, đúng không ạ? Mấy cái ông như Đường Nhuệ, Đường Nhiếc nó chỉ là cái người nó gọi là xã hội đen nhưng mà chỉ lìu tìu thôi. Còn trùm của trùm thì mọi người hay trêu rằng là mặc com lê đấy, mặc com lê ngồi xế hộp, và thậm chí rằng là có cả một cái thẻ màu đỏ ở đây nên người ta gọi là xã hội đỏ, ông xã hội đỏ với lại ông trùm đấy. Thì đấy là cái mà thực tế đưa ra ở trong cả một cái giai đoạn đấy, cái việc khơi gợi mà tạo cái gọi là lỗ hổng hoặc là tạo cái một cái thể chế hay gọi là tạo ra bất kỳ một cái dùng gì ngôn từ đấy, thế nhưng mà nó sẽ khơi được cả cái đấy ra để cuối cùng rằng là xã hội thâm gọi là phát triển như như gọi là như 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 như, như nấm sau mưa đấy. Thì các bác mới thấy rằng là nó khủng khiếp như thế nào. Đấy là Đường Nhuệ là cái vụ điểm như thế. Thì các bác để mà lý luận cho một số cái phân tích thì tôi chỉ gợi ý cho các bác thôi, như thế này thôi. Các bác để ý xung quanh những cái việc mà thay đổi cái nhân sự đấy, như thế nào. Việc thay đổi ở trên vĩ mô ấy, là bắt đầu từ cái thời kỳ mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ngồi vào cái ghế Đảng ủy Công an Nhân dân.
Đúng rồi. Và từ đấy nó cải cách rất là nhiều, cải cách từ cơ cấu tổ chức, gọi là bỏ nhiều tổng cục đi, rồi là sát nhập lại, rồi là rất là nhiều thứ. Đấy. Nhưng mà có những công tác nhân sự thì khi mà ngồi ở trong đấy, công tác Đảng ủy Công an Nhân dân thì mới phát hiện ra được nhiều thứ. Và từ đấy là có những cái động thái cực kỳ thay đổi. Thì ở đây báo cáo với các bác rằng là có động thái gì thay đổi, đúng không ạ? Thì các bác để ý rằng ấy, cái anh giám đốc mà gọi là hiện nay ấy, là sinh năm 74 ấy, đấy, mà đang làm cái vụ đường nhuệ này thì anh ấy mới về năm 2019 thôi. Mà trước đó thì anh ấy mang một quân hàm rất là thấp, đó là quân hàm thượng tá. Đấy. Thì báo cáo các bác là như thế. Đấy. Thế thì anh ấy về đây anh thay cho ai? Đấy, thay cho một người mang quân hàm thiếu tướng. Đấy. Thế thì anh thượng tá lúc đầu anh ấy làm ở đâu? Anh ấy làm ở cục C10, làm phó cục C10, trại giam rồi giáo dưỡng ấy. Đấy. Thì anh ấy về đây để anh thay cái người thiếu tướng. Đấy. Thế thiếu tướng đi đâu? Thiếu tướng quay trở lại chỗ đó. Đấy. Thì báo cáo với các bác rằng như vậy, đúng không ạ? Rồi chúng ta lật lại cả một cái số đời trước nữa thì mới thấy được rằng là cái xã hội Thái Bình, rồi là những người làm ăn ở Thái Bình đúng không? Như thế nào thì mới thấy rằng khủng khiếp. Cái chữ hệ là cái chữ hệ quan hệ ấy. Đấy, cộng với chữ hệ thứ hai là chữ hệ tiền tệ ấy. Ở đây ấy. Nó là cái chữ hệ để mà làm ăn dã man nhất ở trong cái thời kỳ này, không chỉ ở Thái Bình mà còn rất nhiều những cái nơi khác, nhưng Thái Bình sẽ là điểm để mà làm. Đấy. Thì báo cáo với các bác là như vậy, đúng không ạ? Đấy là cái mà chúng ta ngồi hôm qua để cái gọi là nhân sự về cái từ thời kỳ 2016 đến 2020 nó thay đổi như thế nào và để làm ra được như thế. Rồi chúng ta nhìn sang Đồng Nai, chúng ta nhìn sang một số tỉnh khác thì chúng ta cũng mới thấy được cái thời kỳ như vậy. Đấy. Nhưng có một cái thứ gọi là thứ tư ấy, để mà tôi báo cáo với các bác rằng ấy, đấy, cái đầu tiên chúng ta nói là cái bối cảnh làm ăn thì nó lên điều gì, đúng không ạ? Đấy là cái ý đầu tiên mà tôi muốn nói chia sẻ với các bác. Cái ý thứ hai ấy, là tại sao họ làm ăn được cái thời như thế thì tôi cũng đã chia sẻ rồi, đen đỏ nọ kia, đúng không ạ? Cái ý thứ ba là các bác nhìn cái công tác nhân sự để mà xử lý cái việc đấy từ phía trung ương, rồi từ phía mà điều xuống địa phương, và địa phương làm được cái gì thì các bác có thể là tự nhìn cái công tác nhân sự, cái việc điều chuyển mà tự suy luận và tự đoán được. Đấy. Cái dấu ấn thứ tư ấy, mà dấu ấn này tôi thích nhất, mà tôi cảm thấy rất là tuyệt vời nhất. Đấy. Cái dấu ấn này thì mọi người sẽ có nhiều người phản đối, đấy, nhất là những người ức hiếp sẽ bị phản đối tôi, bởi vì như thế này, đó là dấu ấn mà tôi cho rằng dấu ấn cải cách tư pháp cực kỳ lớn. Nếu mà chúng ta điều một cái người xuống mà chúng ta bắt họ hay là lập tức, rồi là chúng ta ép cung bức cung nhược Huỳnh ra, mặc dù biết Đường Nhuệ là cái người nó gọi là phủ toàn bộ những cái hoạt động nó như vậy, đúng không ạ? Đấy, thế nhưng mà chúng ta như thế thì chúng ta dùng chính cái sức mạnh quyền lực để chúng ta ép họ. Chúng ta có thể là ép họ khẩu phục, có nghĩa rằng là khai nhận hay tất cả, nhưng tâm không phục. Đấy. Bởi vì suy ra cùng bản chất nó vẫn thế, đúng không ạ? Thì một cái dấu ấn mà tôi đưa ra cho các bác ở trong cái phần thứ tư, dấu ấn thứ tư, dấu ấn quan trọng nhất ấy, đó là dấu ấn cải cách tư pháp. Đấy, các bác để ý một cái dòng rất nhỏ thôi. Đấy. Là ông luật sư Đài ấy, Trọng Đài hay Nguyễn Văn Đài gì đấy. Là ông luật sư Đài ấy, là người bảo vệ cho Đường Nhuệ ấy. Thì ông đã được tham gia từ cái ngày bắt đầu điều tra là ông được tham gia rồi. Thì các bác là thấy nó như thế nào? Nghĩa là đến thời điểm ra tòa rồi ông đã tiếp cận đủ thứ và ông ấy thậm chí là được Đường Nhuệ nhắn nhủ với con cái nọ kia như thế vậy. Có nghĩa rằng công tác luật sư ấy, công tác của những người ấy, các bác không nên nói rằng luật sư là ăn tiền hay nọ kia nhá. Sứ mệnh của luật sư ấy là phải bảo vệ cho thân chủ một cách tốt nhất, và cái việc mà sứ mệnh của công tố viên ấy là phải dẫn ra những cái chứng cứ, những cái luận điểm để mà khép được cái tội đó. Hai bên này sẽ phải có một cái gì đấy nó cạnh tranh, rồi nó minh bạch ngay tại tòa án. Đấy. Thì cái việc đầu tiên chúng ta cứ khởi ra đấy để chúng ta nhìn ra những cái điểm bất hợp lý, rồi từ đấy là chúng ta sẽ góp ý để mà sửa đổi cái nền tư pháp nó tốt hơn, thay vì chúng ta bỉ bôi hay là thay vì chúng ta áp dụng gọi là tiêu chuẩn kép cho hai cái, đúng không ạ? Ví dụ như là tiêu chuẩn kép là Hồ Duy Hải chẳng hạn đấy là không được đấy. Thế nhưng mà tiêu chuẩn kép ở chỗ khác, ví dụ như là đồng tâm hay phụ nữ sinh rau gà, thì chúng ta lại bảo rằng là phải xử ngay lập tức đấy. Như vậy là chúng ta cũng đang tiêu chuẩn kép cho tất cả cái nhiều vụ, mà cái lý do của tiêu chuẩn kép ấy nó là vì lợi ích hay là vì cái tình cảm hay vì cái cảm xúc nó bị chi phối thôi. Thế cho nên ấy, có những cái nó gọi là cải cách tư pháp nó sẽ phải rất là đầy đủ, nó rất là minh bạch và nó cực kỳ công minh. Với mỗi người khi mà chưa có gì đấy thì vẫn chúng ta vẫn phải đánh giá họ rằng là vô tội kiểu vậy. Đấy, thì đấy mới là cái cải cách tư pháp nó tốt nhất. Mà ở đây tôi nhìn ra cái dấu ấn của Đường Nhuệ là họ được tiếp cận luật sư và họ được mời luật sư, và tất cả những cái công tác điều tra của cơ quan ấy là đều làm một cách gọi là công khai và minh bạch, chứ không có gì khuất tất ở đây cả.
thì báo cáo với các bác là như thế. Đấy là cái dấu ấn thứ tư mà tôi cho rằng là một cái sự thay đổi rất là lớn, mà cái sự thay đổi này nó ảnh hưởng đến hàng triệu người ấy. Để thay đổi được việc này không dễ đâu nha các bác nhé. Cơ quan điều tra hay là bên công tố viên, viện kiểm sát các thứ ấy, bên công tố ấy, là phải làm việc rất là vất vả. Đấy. Bởi vì như thế này ảnh hưởng đến họ, họ phải điều tra tốt hơn, họ không thực dùng những cái biện pháp mà tôi gọi biện pháp ngày cũ nữa. Đấy. Mà các biện pháp là mất lòng tin của người dân. Đấy. Mà ví dụ ông chấn ông nén ông ấy khai ra đấy. Thì đấy là cái biện pháp ngày cũ của những người tư tưởng cũ. Không chắc là họ nhận tiền đâu hay là cái gì đấy đâu, nhưng mà đấy là cái biện pháp nó gọi là biện pháp nghiệp vụ cũ rồi, bây giờ không được phép làm thế nữa. Bất kể một cái vụ án nào thì đều phải có những cái nó gọi là rất là rõ ràng và minh bạch từ cái việc tham gia luật sư ngay từ đầu như thế này. Thì đấy là tôi cho rằng là hơi lan man một tí, nhưng đây là cái cải cách cực lớn. Thì báo cáo với các bác là như thế. Cái vấn đề thứ năm ấy mà tôi muốn nói cho rằng với các bạn, các bác ấy, là các bác cứ để ý rằng là cái văn hóa của giới trẻ nó bị ảnh hưởng cực kỳ nhiều về cái đội này. Như cái đội ăn trên hay cái gì đấy nó chỉ là một cái gọi là loanh quanh thôi. Đấy, có thể là chúng ta bức xúc, chúng ta nói chuyện hay chúng ta gì đấy, đúng không? Thế nhưng mà cái đội ngũ gọi là xã hội đen, xã hội thâm như thế này này. Đấy, những đường nhuệ, những phú lê, những khá bảnh rồi nọ thứ. Những cái clip đến hàng triệu lượt view, hàng trăm triệu lượt view. Đấy, những cái câu chuyện mang cái giá trị rất là đạo đức, đúng không? Đấy, vì mẹ rồi rằng là vì nọ vì kia, những cái hành động thì nó như thế nào, đúng không ạ? Để cuối cùng là họ bủa vây gọi là tình anh em với nhau. Tình anh em với nhau. Khi các bác nghiên cứu cái dòng chảy của tâm lý ấy, thì các bác mới thấy được rằng ấy, những cái quyết định, những cái cảm xúc, những cái gọi là tình cảm chúng ta ấy, nó phụ thuộc vào một cái tập hợp người xung quanh gần nhất, và chúng ta bị ảnh hưởng từ đấy, bị ảnh hưởng từ đó. Đấy. Và cuối cùng rằng là mà những cái gì xa xa hơn cái là chúng ta kệ. Ví dụ như đội xã hội thâm, xã hội đen chẳng hạn đấy, họ sẵn sàng bắt tay nhau, họ anh em với nhau, cứu giúp lẫn nhau, thậm chí đâm chém giết người với nhau. Thế nhưng mà để giúp đỡ nhau mà, để giúp đỡ nhau trong việc đấy. Nhưng họ cũng sẵn sàng đè nén lên hàng triệu người khác, hàng nghìn người khác để lấy nợ, rồi là để đòi nợ thuê, rồi là đánh người rồi đó kia. Những cái gì không phải anh em họ thế loại hết, kiểu như vậy. Thì cái văn hóa này nó rất là tệ. Đấy. Và cái việc mà giới trẻ thần tượng những cái giá trị như thế, những cái giá trị không vì cộng đồng mà chỉ vì những người bản thân mình, vì bản thân mình và chỉ vì những người xung quanh mình mà đặt tên cho nó những cái thứ nó rất là mỹ miều đấy. Để mà tôi vì, ví dụ như là ông Hoàng vì một người bạn A kia mà sẵn sàng đấm chết ông B, ví dụ vậy đấy. Mà không cần biết lý do gì cả, thì đấy là cái giá trị cực kỳ khủng khiếp đấy. Để mà các bác thấy được rằng là ảnh hưởng văn hóa tâm lý nó lớn thế nào. Mà tôi cho rằng cái thứ năm này mới là cái gọi là hậu quả lớn nhất. Hậu quả lớn nhất để mà ảnh hưởng đến cả một cái thế hệ. Đấy. Mà các bác biết rằng cái hậu quả này nó do nguyên nhân nào, do những cái người ở trong thời kỳ nào, ở thời kỳ 2005 cho đến 2011, 16 như vậy. Đúng không ạ? Đấy. 11, 16 như vậy đấy. Nghĩa là thời kỳ từ 2005 đấy, tôi nhắc lại là 2005, nó đỉnh cái nó từ đang bình bình thế này, thấp thấp này, nó đi nhẹ này rồi nó lên đỉnh cao năm 2011. 11 nó đi ngang 2016, và 16 bây giờ nó mới hơi xuống một tí thôi. Đấy, mà vẫn đi ngang một tẹo. Thì các bác thấy rằng để giải quyết cái hậu quả này cực kỳ khủng khiếp, cực kỳ lớn. Không đơn giản để mà giải quyết được. Mà nhất là những cái gì về giá trị văn hóa mà ảnh hưởng đến tâm lý, ảnh hưởng đến cái gọi là tâm lý, rồi những cái giá trị liên quan đến giới trẻ, thì các bác mới thấy được rằng là đây cũng là một cái tội cực kỳ lớn của một số người đấy. Thì các bác mới thấy như thế. Thì cái video của tôi là dừng tại đây. Thì các bác có thể ngó thêm 5 cái điểm mà tôi nói về đường nhuệ, đúng không ạ? Thì các bác thấy được rằng là cái vụ xử đường nhuệ này là cái vụ rất là hay. Và tôi sẽ cố gắng cập nhật một số cái tin tức khác nữa đấy, về vụ đường nhuệ này cho các bác, cùng với cả cái việc mà cập nhật về ban tổ chức trung ương đó. Thì cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi kênh Trang TV.